Xin chào mọi người, Pixeller đã đưa ra tính năng mới là in từ đồng tốc độ cao rồi. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn làm thế nào để sử dụng tính năng này để đạt được hiệu quả in nhanh hàng loạt phiếu giao hàng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Trước khi sử dụng tính năng này, chúng ta hãy tìm hiểu tính năng này có tác dụng gì ạ? Đối với phương thức in phiếu giao hàng thông thường, bạn chỉ có thể in tối đa 3 trang đơn hàng một lúc và tốc độ hơi chậm. Nhân hiện nếu bạn sử dụng tính năng in tự động tốc độ cao thì có thể phá vỡ giới hạn 3 trang đơn hàng và hỗ trợ in tối đa 1.000 đơn hàng một lúc, cải thiện đáng kể hiệu quả đóng gói. Tiếp, chúng ta phải lưu ý những điểm như sau. Một, in phiếu giao hàng của nhiều gian hàng cùng một lúc chỉ hỗ trợ phiếu giao hàng dạng PDF của sản Shopee Malaysia, Thái Lan hoặc Việt Nam. 2. Vui lòng không cài đặt tiện ích in vào Local Text Share, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc in phiếu giao hàng và tính năng cập nhật tự động. Rồi, bây giờ để mình hướng dẫn quy trình thao tác cho các bạn nha. Bước thứ nhất, sau khi đăng nhập vào Pixeller, xin nhập vào cài đặt, tìm cài đặt đơn hàng, chọn cài đặt khác. Tại chỗ này có hình thức in và phương pháp in mặc định. Hãy bật nút in tự động tốc độ cao và chọn phương thức in tự động tốc độ cao, sau đó tải xuống tiện ích in nhé. Bước thứ hai, sau khi tải xuống, hãy mở tiện ích in này. Khi sử dụng lần đầu tiên, chúng ta cần cài đặt địa chỉ từ xa nha. Tìm cài đặt hệ thống, bấm cài đặt từ xa, kiểm tra địa chỉ và nhấp vào lưu cấu hình. Bước thứ ba, bây giờ chúng ta đã cài đặt xong rồi thì có thể nhấp vào danh sách chờ in để thử xem nha. Đây, mình chọn những đơn hàng cần in. Sau đó nhấp vào in phiếu giao hàng. Chọn hình thức là in tốc độ cao tự động và chọn máy in. Sau đó nhấp vào bắt đầu in. Nếu đơn hàng đã in thành công thì sẽ hiển thị trên danh sách in thành công và đơn hàng này sẽ tự động đánh dấu đã in. Nếu đơn hàng in thất bại, bạn có thể nhấp vào in lại để in phiếu giao hàng bằng phương thức in bình thường nha. Ngoài ra, nếu có nhu cầu muốn in lại những đơn hàng đã in, bạn cũng có thể thao tác hủy phiếu giao hàng đã in trên danh sách đơn hàng. Video hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu có thắc mắc gì hoặc góp ý gì, vui lòng ép số Zalo dưới đây để liên hệ với nhân viên hỗ trợ nha.